được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương nha. Cả nhà xem hôm nay Phương làm cái gì nè cả nhà. Phương với mẹ Phương làm từ nãy giờ luôn á, tại hôm nay á cả nhà biết sao không? Gió quá trường gió luôn cả nhà. Lúc mà sáng sớm Phương thức dậy thì thấy gió lớn lắm luôn, nên Phương với mẹ Phương lau cái miếng cao su ra nãy giờ ngồi mài mò cắt rồi dán cái gì đang làm cái con diều này cả nhà. Đây cả nhà coi nè, nay Phương với mẹ Phương chế tạo ra con diều gắn nha cả nhà. Đây là sáng có đi mua cái hộp nước sơn này cả nhà, hộp nước sơn đen, ở trong nhà còn hộp nước sơn đỏ nữa. Với cái này là chỉ, phần chỉ nha cả nhà. Rồi cái vẽ đặng tí xíu nữa, đặng mình vẽ lên trên đây nữa nha. Bữa nay Phương sẽ làm họa sĩ thôi, vẽ độ vẽ nó ra sao. Hết rồi. Này nãy em cùng băng keo với kéo nãy giờ cắt làm được nhiêu đây nè. Đây nè cả nhà, dán băng keo lên cái thân cái đường dọc đó nãy giờ nè. Dán đây nè, cái vòng ở đây luôn nè. Mẹ Phương đi đốn cây này là cây trúc cả nhà. Cái về lấy làm miếng nẹp mỏng nè, sợ này nó hơi yếu mà không biết sao nữa cả nhà. Nó hơi yếu mình phải kèm cái cung cái chân xuống giữa lại. Ở bên này thì cũng làm cái cung dưới rồi lấy băng keo đen quấn lại. Đây cũng quấn lại. Đây cái này cái cây dư nè. Giờ Phương để nó vô rồi Phương mới vẽ lại sao cả nhà ơi. Đây cái làm cái đuôi nè, hồi Phương lấy cái miếng này nè, Phương làm cái đuôi dài ra nữa. Dạ. Đó, cắt ra. Này là cái đầu của nó. Để lên cho cả nhà coi cái khung nè. Đó. Giờ tháo băng keo ra dán lên nha cả nhà. Đẩy xích lên chút. Giờ tháo băng keo dưới này ra. Đó cả nhà thấy gió không? Gió giờ đỏ rồi đó, hồi sáng nó còn lớn hơn nữa. Bay lên mấy kiếm cả nhà rồi. Giờ để Phương bắt đầu Phương dùng kéo Phương cắt cái đường dư này nha cả nhà. Cái này ngoài sông có côn sống lắm. Sông có côn mà sông rớt cũng mẹ. Cả nhà biết sao mẹ Phương nhắc tới sông có côn không? Tại quê của mẹ Phương ở đó. Bên chỗ ôn bên. Chỗ ôn là giờ mình ở bên đây mình phải qua cái sông lớn đó mới được, mới tới bên chỗ ông bệnh. Giờ em cho nó ăn ga kìa, tới dưới nó ăn ga nhỏ, nó đều đều dưới cái đuôi, khúc dưới đuôi dưới á. Và chùa cái phần cái đuôi đó bị lớn đó, đặng họ nói đuôi kia nữa nó mới chưa chùa. Thank you.
giờ ngồi từ có nửa tiếng đồng hồ mới xong đó nha nhà. Nè hai cái gương nành đó, đuôi nó luôn, tôi muốn cái dễ giống vậy nữa mà để đi qua bên phía bên kia đi, rồi cái mình căng lên đó cả nhà, rồi vẽ rồi cho nó bay lên trời luôn nha cả nhà. Cả nhà cũng cho tôi đi ra ruộng nha. Rồi cả nhà xem cho bình luận ở dưới thằng coi giống gì nha cả nhà. Rồi đi đi. Rồi. Rồi bây giờ đi ra bờ mà ruộng nha cả nhà. Ê cái nhà ơi, Phương đi ra tới ngoài ruộng này nè cả nhà. Giờ mình sơn tới cái phần đuôi nữa nha cả nhà. Phương lấy cái bộ rễ lục bình Phương là hình như tới giờ nè cả nhà. Anh nên làm vậy thật đường phố luôn. Đó. Cho nó đủ màu luôn nha cả nhà. Đây là cái đầu nha cả nhà. Đây là chú Phương vẽ là cái đuôi đó. Đuôi nó hai màu, màu đen màu đỏ. Rồi làm cái đuôi nó là tót. Màu đỏ không rồi tót thích thương nha cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ đó đây cho hai mẹ con lượt like lượt đăng ký nha cả nhà. Chót chót cái đuôi nó là nó trươi luôn nha cả nhà. Nó luôn rồi nó dính mình còn một cái vậy bỏ luôn nè. Không sao. Ở dưới cái đuôi là nó bay tung té lên trời rồi nha cả nhà. Cái móng dây đâu ta? Rồi chú Phương đang sửa sẵn đằng cục dây ngay nè. Dây lên trên này. Lên trên phút trên đầu đó. Khoan để có gió cái hả mình hả cắt lên. Và mà con biết sao không? Bây giờ con nặng cái đuôi đi. Con nặng đuôi đi nếm chích chích lên kia kìa. Con nặng cái đuôi đi, rồi con nặng cái đuôi con dính nó. Đuôi đây mày. Rồi mày quay đi được. Trơn à. Đi lần này nè. Rồi chuẩn bị đi. Rồi ok. Gió lên đó. Con buông đuôi ra nha. Rồi. Rồi buông đi, có gì nó lên trên lúa. Ơi. 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 Quay đi, quay đi. Rồi. Không có, con phải đi ra tuốt mà chẳng rồi đây nè. Cái đôi mắt cái chàm kìa. Rồi đó. Xả dây ra, ghi trái ghi vô, ghi lên. Ghi nhẹ nó mới được đó. Bên hả? Trên cũng dây cuộn nè. Ờ, cũng dây cuộn có không làm cho chắc mà. Nó ngay đụng giữa mà. Có còn mang keo chỗ đó không? Hả? Chơi từ từ.
được nè. Luôn nó dính trước chân hả? Nó chưa khô mà. Nó có gió lên này kìa. Dính bằng keo vậy sao lên nổi? Ê, hay là bỏ một khúc đi con ơi. Nó dài quá, nó ấy gì vậy? Nó dài quá, nó nặng hay vậy? Nặng lên à. Còn khúc dính. Chưa có gió, hết gió rồi. Đó cả nhà, dòm cái đuôi, dòm con diều đó cả nhà. Cả nhà thấy nó bật không? Hết gió rồi con. Đó. Ừ, gị ra gị gió. Đó, gió lên này kìa, gió lên này kìa. Ít sao nó không nằm yên vậy ta? Nó không nằm yên bề, nó lạng lạng vậy ta? Nó cái độ, nó không có độ xuống đó. Hả? Nó không có độ bọc gió hả? Hả? Không, không phải. Đuôi nó con cắt bỏ cái đuôi nó đi. Cái đuôi nó dài quá kìa. Đúng rồi, cái đuôi nó dài nó kì xuống không á. Nè, cái đuôi nó ngang cái mái đó đó con cứt ra. Cái đuôi nó dài quá cả nhà. Đuôi nó dài quá nó lên không nổi cả nhà, ngang mái đó đó. Rồi. Thôi lên nữa. Cái đuôi nó dài là phải ở dưới nó nhỏ nữa mới được. Cái lần sau mình rút kinh nghiệm hay cái nha. Cái này mình làm ăn dính quá trời luôn à. À, tính sơn nước màu vô, sơn màu vô cho nó cái nhiều màu sắc. Mà cái này nó sơn vô nó bị dính quá nha. Hết gió, không có gió rồi, sao lên được. Gió chưa lên. Nhà ơi, thì Phương mới vào trong nhà để sửa con diều của mình lại nè cả nhà. Phương cắt cái đuôi chia ra rồi Phương làm lại thành hai cái đuôi nè cả nhà, để cho nó giữ cân bằng. Với lại là thêm hai cái tay hai bên nữa. Không biết là nó lên không nữa cả nhà. Tại lần đầu tiên á Phương làm diều á nên không có kinh nghiệm, cả nhà thông cảm cho Phương nha. Quá trời luôn, dính nước sơn hai tay quá trời luôn à. Giờ nước sơn khô rồi, tại hồi nãy Phương sơn rồi Phương thả liền luôn á, không có đợi nước sơn khô, thành ra nó dính quá trời luôn à. Giờ nó khô hết tại không có dính nữa. Cả nhà xem Phương thả nha. Giờ hết gió rồi, đợi tí xíu nè. Đợi tí xíu cho nó lên. Giờ lên xích xích cho mày. Lên đó. Lên đó. Hết gió rồi cả nhà. Đi vô nhẹ quá. Sáng gió lớn lắm luôn. Chiều rồi, hết gió rồi. Đi ra đây, qua đây, đi dài ra đây. Thả em nghe cho dài dài ra. Ờ con rùa thả vô chạy. Thả em vậy ra. Ờ thả em vậy ra, thả em vậy ra chạy luôn.
vừa chạy vừa thả ha. Vừa chạy vừa thả con dây ra luôn rồi bắt đầu nó mới lên được. Hết gió rồi con ơi. Bây giờ con chạy đi. Có gió con có gió con chạy tới á, chạy tới rồi con buông con dây ra. Rồi là thả con dây từ từ á. Ừ. Thả mạnh ừ thả. Ôi sao nó không lên cả nhà ơi. Ừ. Sao nó không cắt lên được cả nhà ơi. Trời ơi. Phương đuối quá cả nhà ơi. Bây giờ là đang giữa ngoài cái cánh đồng quá trời nắng luôn cả nhà. Đây nè con vàng nó đi theo Phương nè cả nhà. Vàng đi theo ngồi đây nè. Giờ là mẹ Phương còn thực hiện cái cách cuối cùng để cứu vãn cho cái con diều của mình, đó là tháo bớt cái cây giữa ra rồi cả nhà. Tháo bớt cái cây trụ giữa ra. Con diều mà cả nhà tưởng tượng đi, nó thành vậy luôn rồi nào. Phương đang suy nghĩ không biết sao mà nó lên tránh nổi, trong khi nó muốn thành cái hình gì đó nó thành đó nha. Quá trời tay chân luôn cả nhà. Giờ là nhờ cả nhà cứu vãn thôi chứ mấy chuồng nào. Giờ mình thực hiện lần cuối cùng nha cả nhà. Nè, vàng nè, vàng ra ngồi thở dốc rồi đây. Cha Phương đang hái đậu bắp cả nhà. Cha đang hái đậu bắp trên bờ. Tí sao nó mấy xẻo bờ rồi cha. Rồi đi. Rồi. Ê, cái này mẹ Phương đi, mẹ Phương đợi đi coi nó ra sao. Thôi mẹ Phương đi cả nhà. Dây giờ nó cũng có đanh chân luôn rồi cả nhà. Phương với mẹ Phương đang ở ngoài cánh đồng nè cả nhà. Có con chó xuồng nó ra đó cả nhà. Cả nhà xem video hôm nay đừng buồn nha cả nhà, tại vì Phương và mẹ Phương cũng lần đầu làm con diều á. Phương thì nhỏ cũng không có chơi được chơi gì nhiều nữa cả nhà, nên không có biết làm. Chắc là đi vô nhà thôi cả nhà ơi. Giờ tại sáng đi giờ làm, giờ cũng một mấy hai giờ cả nhà, mà làm không có hoàn thành, không thành công được một nhiều nữa. Vô ăn cơm cả nhà, sáng giờ chưa ăn cơm luôn. Cả nhà xem video chắc không biết nói sao nữa, nhưng cả nhà đừng buồn nha. Giờ Phương và mẹ Phương kết thúc video đây nha cả nhà. Nếu như cả nhà thương thì nhấn một like và ủng hộ cho hai mẹ con nha. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau nha cả nhà. Mẹ
Bye bye cả nhà. Bye cả nhà nha, cả nhà ủng hộ cho hai mẹ con cùng bay và con tiếp nha cả nhà. Cố hết sức mình rồi nhưng mà lần làm đầu tiên nó cũng không có cá bình được cả nhà. Phương Phương sẽ cố gắng làm lại con diều lần thứ hai nha cả nhà. Rất là đẹp luôn mà bay không được, mà nó bay không được nha cả nhà. Đây lần sau mình rút kinh nghiệm nha cả nhà. Nhà nhớ không?